Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một video có tên Có Tiếp Tục Thực Hiện Hợp Đồng Khi Người Để Lại Di Sản Đã Chết. Đó là một cái câu hỏi mà một bạn trên luồng live để lại, và tôi nghĩ rằng là tôi muốn phân tích mổ xẻ vấn đề này ra cho tất cả mọi người đều biết, để sau này nếu trong trường hợp gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, những người thân yêu của chúng ta có vướng phải trường hợp này thì mình chỉ bảo rằng là tôi thấy trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chị luật sư Phương Đoàn phân tích về trường hợp này rồi. Tôi sẽ nói về trường hợp của vị khách hàng này trước nha. Anh bảo rằng dữ kiện anh bảo rằng vào khoảng năm 2009, ông A bán cho ông B một cái thửa đất lấy với số tiền là 500 triệu. Đến năm 2013, chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ các bạn ạ. Đến năm 2013, ông A chết. Vậy thì các cái con của ông A có tiếp tục thực hiện hợp đồng không? Thì trong trường hợp này tôi phân thành 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu trong trường hợp cái tài sản, các bạn cái tài sản của ông A đó, nó lớn hơn cái tài sản của ông A, nó lớn hơn số nợ. Ví dụ như tổng cái giá trị, tôi lấy đúng một cái ông A có một miếng đất đó thôi, ông A có đúng một miếng đất đó thôi các bạn ha, tôi lấy đúng ông A có 1 tỷ đồng, tổng cái giao dịch mà thời trước đây ông A giao dịch là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên phía bên B họ chỉ có trả có 500 triệu. Thì bây giờ các con của ông A tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng cách gì các bạn? Bằng cách thối tiền, nhận thêm tiền từ phía cái ông nhận chuyển nhượng, lấy tiền về và ra ký tên khai nhận di sản thừa kế qua tên của mình, sau đó tiếp tục qua tên của ông B. Chúng ta vẫn giữ cái ý chí của ba của chúng ta tại thời điểm đó bán, nhưng mà bán chưa lấy hết tiền, thôi bây giờ hiện tại là hoàn tất thủ tục giấy tờ cho người ta, sau đó thì lấy hết tiền, nhận tiền về. Còn trường hợp nữa, tại thời điểm mà 2009, hai ông A và B giao dịch, hai bên trả tiền đầy đủ hết rồi. Bây giờ ông A ông chết, ông cũng vô sản luôn, ông không có tài sản nào khác hết. Vậy thì có 2 trường hợp, cái người B này họ đến với những người đồng thừa kế của ông A, họ bảo rằng là trước đây ba của quý vị á có chuyển nhượng cho tôi, bây giờ ba quý vị mất rồi thì thôi đi làm giấy tờ đi, ký giùm tôi trên một số giấy tờ hỗ trợ tôi cà phê cà pháo cái gì đó các bạn ạ. Trường hợp thứ ba là họ không muốn bán, họ bảo không phải, trước đây ba tôi do khó khăn cho nên cầm cái sổ lấy 500 triệu, thôi thì bây giờ anh thỏa thuận cộng lãi cộng lời cho tôi đi, chúng tôi thối tiền lại anh 500 cộng với lãi suất một vài trăm triệu gì đó, tôi sẽ lấy sổ lại và tôi khai nhận di sản thừa kế các bạn ạ. Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, tôi chỉ có thể phân tích cho các bạn đưa ra 3 trường hợp cụ thể thôi, không thể nào nói có rất là nhiều trường hợp nó sẽ phát sinh nữa. Tôi có một cái hồ sơ như vậy đó quý vị, hồ sơ thực tế
Ông A ông có, cũng lại là ông A đi, thôi ông X đi. Ông X, ông bán cho, ông có tổng cộng là rất là nhiều đất. Tuy nhiên ông bán cho một phần, ông bán ví dụ ông bán 300 mét đất trong tổng số là 1.000 mét của ông cho bà Y. Thì các bạn biết rồi, ông A ông bán cho bà Y, nhưng mà tới khi ông chết ông chưa hoàn tất về mặt giấy tờ. Thì trong các con cái các bạn ạ, à, trong khi bà Y á, là mua cũng hơn 10 năm rồi, bà Y cũng tha thiết mong mỏi được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong cái hàng thừa kế có hai luồng ý kiến các bạn ạ, à, một luồng thì nói không lấy lại, một luồng nói thì thôi, ý chí di nguyện, ý nguyện của ba mình là tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vì hồi đó khi mà còn sống, ông nói rằng là đây cũng là người ơn, người nghĩa, họ cũng khó khăn, thôi cho họ. Các bạn thấy sao? Ngay cả trong đồng thừa kế lại có hai luồng ý kiến, một là tiếp tục thực hiện hợp đồng, một hai là hủy cái hợp đồng và bồi thường lại số tiền. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, muốn tặng cho quý vị và các bạn những cái phân tích dưới góc nhìn của luật sư, để chúng ta có thể ra một cái sân chơi, chúng ta có thể am hiểu những cái quy định của pháp luật. Và chắc chắn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta có những cái chuyên mục rất là chuyên sâu, giống như đàm đạo giữa luật sư với luật sư vậy. Cũng có những chuyên mục đơn giản hơn, trả lời một số câu hỏi như là hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, cách chia thừa kế. Cũng có một số câu hỏi mang một tính chất gọi là lồng ghép cái sự tuyên truyền pháp luật. Tôi mong muốn chương trình của tôi được nhân rộng lên rất là nhiều người. Nếu quý vị và các bạn thấy những người nào có hạn chế về khả năng luật, hoặc gia đình của họ đang vô phúc đó tụng đình, thì hãy chỉ họ đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin tri ân quý vị và các bạn. Mỗi một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại là tôi có thể đem cái câu chuyện rất thật của quý vị và các bạn đem lên chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, mã hóa thông tin dữ liệu giấy tờ. Và ông A và bà B chỉ giữ lại giới tính mà thôi, để cho chúng ta có một cái sân chơi, và đặc biệt rằng là tạo một cái sự gần gũi giữa luật sư và tất cả những người dân. Thậm chí nhiều khi tôi thấy tôi giống luật sư Công quá. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.